Chào người nha, em còn cây Shingu này. Shingu MC35 này. Nó còn cái lớp lớp bong bóng bảo vệ cái tem luôn này. Lớp bong bóng. Gỡ cái lớp bong bóng này ra là cái tem nó như mới luôn. Này đẹp thì mình nói đẹp nha. Đó, tiền còn đẹp này. Maruyama Jin này nha, xích còn dùng ngon nha. Về vệ sinh đây nha mọi người. Làm là làm nhông hết, làm cũng bốn tóc. Bốn tóc bốn tóc rưỡi. Ui, lóc này đẹp đó nha. Lóc này vệ sinh ra đẹp nha. Đủ đồ nha, mấy đủ đồ. Kéo hơi nghe này. Kéo hơi kẹt. Con này em để cho 2,1 triệu luôn nha. Cái con này hôm qua thì anh khách mua rồi. 2,1 triệu nha mọi người. Máy thì đủ đồ nha, chưa dọn. Máy thì hiện tại là em thấy, em nhìn tổng thể là em thấy nó không có bể vỡ nha. Tổng thể thấy không bể vỡ. Đủ đồ. Rồi, em làm chốt giúp em nha. 2,1 triệu không bao ship nha. Máy là chưa dọn nha. Hàng là hàng bãi nhưng bản nha mọi người.